Cách đây khoảng tầm 2 tuần, mình đã nâng cấp một con báo robot siêu mạnh. Rồi sau đó mình nghĩ rằng, tại sao mình phải nâng cấp con báo? Nghe tên là thấy báo đúng không? Khi mình có thể nâng cấp một con khủng long máy ở trong tựa game Battle Robot T-Rex Age. Đó, chúng ta đi một phát từ thời đại báo đời lên thời đại bạo chúa luôn. Đó, và mình sẽ bấm vào bắt đầu thôi. Ok, để xem chúng ta sẽ phải làm cái gì đây. Vâng, chúng ta sẽ không còn là nam nữa. Chúng ta sẽ đóng vai vào một nữ anh hùng. Chào buổi sáng, CCO00T13. Báo cáo đây. Ok, ok. À, và ta tưởng rằng là ta có thể thoát ra, rời khỏi cái thị trấn này để đến nhà anh Giai để cho anh Giai nuôi rồi. Ui giời ơi. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta đều có những người anh em rất là vấn đề đúng không? Ủa, cái gì đây? Để tìm hiểu họ là ai, hãy chơi game trước. Đó chính là game Battle Robot Game Wolf Edge. Ê, cái là cái game có sói à hả? Ê, hình như cách đây tầm 1 năm mình đã từng chơi cái tựa game nâng cấp con sói robot. Ê, để kiếm lại xem nào. Ôi, cái này hóa ra là phần sau à? Đây này, 1 năm trước mình đã từng làm này. Ôi, đúng. Y chang à, là đây là thằng anh Giai. Còn đây là con robot, cũng là robot anh em với con robot ở trong game mình sắp chơi. Và ở game này là sau đó là ở đoạn cuối là mình đấu với một con nữ quỷ vương. Và con này nó đã rút lui rồi. Nhưng mà có vẻ như là, có vẻ như thằng nam chính và con nữ quỷ có vẻ là có tình cảm với nhau ạ. Wow, vậy thì có thể chuyện tiếp theo xảy ra nó sẽ là ở cái tập này đây, ở cái game nâng cấp khủng long bạo chúa máy này à. Ồ, hay đấy. Mình không ngờ là hai game lại liên kết với nhau ạ. Ok, rồi sao thì tình trạng của thành phố chúng ta như nào rồi? Thì giờ không có gì xảy ra cả. Từ cái vụ cướp của ngày hôm qua. Ê, chúng tôi có vấn đề rồi. Đó, vừa mới nói xong, dứt lời đó. Mới nói vấn đề là vấn đề tới liền. Giá như là tiền bạc cũng thế, tôi biết mấy, đúng không? Năng lượng này chắc chắn là bà ta rồi. Ý là bà ta, bà ấy đã quay trở lại. Rất tiếc là đúng vậy. Vậy thì đến lúc để chúng ta dùng con robot mới để đối đầu với chúng rồi. Sẵn sàng thôi, hãy đi lắp ráp robot nào. Ok, lắp ráp robot. Và lần này đi từ sói, từ báo lên thành khủng long bạo chúa. Rồi, ok, rồi, nói nhiều quá. Nào, đi lắp ráp nào. Đâu? Ok, bấm nút để bắt đầu. Ở đợt con báo đời thì phải quét DNA. Đây chỉ bấm nút thôi. Bấm cái nút này. Bắt đầu tải các thứ này. Đó. Tải thành công. In. Trời ơi, bây giờ khủng long robot có thể in 3D được hay sao á? Rồi, chúng ta có những bộ phận này và sẽ lắp ráp vào đúng không? Lắp vào khung đến đâu là nó sẽ khít vào đến đó và nó sẽ bắt đầu mở ra những cái bộ phận mới. Đó, cắn vào. Game này đúng là mấy cái này lắp ráp ngoài đời robot dễ này không? Là đang lắp là nó tự động hiện ra những cái bộ phận ở những cái vị trí mà kiểu mờ này không? Để cho mình lắp cho nó dễ. Kia là cái hàm trên này. Đây là phần đầu này. Đó. Hàm dưới này. Ok. Wow. Mở ra, mở vào thành công nhá. Khung xương, ôi, khung xương sống nó dài ra kìa. Con này là gì? Ok, nó là kiểu chỗ khung lồng ngực đúng không? Lắp cái này vào. Ok, phần đây là phần chỗ trước ngực này. Này gì đây? Ok. Wow, đang từ đồ với tông màu đen, chúng ta chuyển qua tông màu đỏ. Con khủng long này tông có vẻ gắt đấy. Vào đây. Wow, đây là phần lưng à? Lưng của con robot này cũng có gai. Này, vào đâu này? Đây. Cái này vào đâu đây? Ê, chính ra là nó có hướng dẫn này mà mình cũng đang không biết là lắp vào đâu nha. Đây. Wow, ghê chưa? Mở ra để bảo vệ phần ngực. Xịn. Đây, cho cái đuôi này. Lấy cái đuôi vào. Này gì đây? Ok, bảo vệ phần... đây là đuôi, chứ không phải xương sống. Trời ơi, mình bị nhầm ạ. Còn cái này vào đâu đây? Ok, bảo vệ hàm dưới. Ok, gắn vào cái cổ. Ở đây là giáp đầu. Đấy, bắt đầu chúng ta lắp chuyển lắp đến phần chân này. Phần chân thì phải có cái gì? Có cái khớp nối. Đây, nối cái đùi đã. Đó,
Xong bắt đầu tới đến cái phần cẳng chân. Đấy. Đâu, đùi đó, cẳng chân này. Bây giờ là bàn chân. Đó. Tiếp theo đó là bắt đầu lắp thêm những cái bộ giáp ngoài bảo vệ phần xương. Cái này là to đùm vào đây rồi. Ô, ghê ghê ghê. Này vào đâu đây? Này là à là đang bảo vệ, vẫn tiếp tục là bảo vệ phần chân tiếp này. Chân bảo vệ kỹ thế. Rồi hai cái này vào đâu nữa? À là ok ok. Vào bàn chân luôn rồi. Giờ đến tay của con khủng long bạo chúa này. Cái nào ra đây? Khớp vai này. Vai xong rồi là cái ok, gắn vào thành cánh tay này. Đó. Bắp tay, cánh tay và bàn tay. Yeah. Rồi, bây giờ là lớp một lớp giáp bảo vệ. Bảo vệ. Rồi. Cái này trước. Đó, lên đèn liền. Thẻ ở dưới này, là cái để đây rồi. Rồi, vào đây. Và nó quả máu. Let's go. Mình đã lắp giáp xong con khủng long bạo chúa robot siêu mạnh. Và bây giờ phải thử nghiệm con này đã. Vào trong phần, vào trong phòng luyện tập. Rồi, hoàn thành nhiệm vụ. Let's go. Rồi, ở trong thế giới này chúng ta phải đi luyện tập trước nha, thì chưa đi đến nhau ngay liền được. Vâng, mặc dù là đang có người ngoài hành tinh đang đến xâm chiếm thế giới, đang tàn phá thành phố, nhưng mà kệ đi, luyện tập trước đã. Rồi, mình sẽ phải làm gì đây? Có những cái chiêu thức, con này, con robot này có những chiêu thức như là chiêu thức đá. Đá thì sẽ chống lại được lửa và tên lửa, nhưng mà yếu với phản đòn và đòn tấn công đặc biệt. Đâu thử thế nào? Đá. À, bấm liên tục vào những cái chỗ tròn này để tăng sức mạnh cho đòn tấn công. Ok, di chuyển hơi càng giật một tí nhưng mà cũng đạp được vào con robot rồi. Đòn tiếp theo là cắn mạnh hơn đòn phun lửa và tên lửa. Ủa, y chang đòn đá vậy. Là cắn với đá lại giống nhau. Đâu cắn nào. Bụp 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 bụp. Wow. Rồi, nó cắn thường thôi nhá, mà nó tạo ra cái đường như kiểu móng cào với các bạn ạ. Ghê thật. Rồi, và lửa. Đòn lửa này thì chỉ thắng được đòn phản công, còn lại là yếu hết. Ủa sao lửa thì cứ bắp vậy. Lửa, ủa, oh. Lửa là bấm liên tục vào bản thân mình. Oh, let's go. 350%. Oh, sao con robot này mạnh nhỉ. Mạnh vãi chưởng ạ. Rồi, đòn tên lửa là chỉ mạnh với đòn phản công. À, tên lửa y chang như đòn, như đòn thổi lửa. Yếu thế nhỉ. Nào, ok. Bắn tùm lum này. Mục tiêu. Trời ơi, bấm thì loạn xạ xị nhậu chỗ. Bắn tên lửa ra thì bay vào đúng một cái, một chỗ thôi. Con này thì đây, phản công. À, phản công để chống lại mấy cái đòn cắn và đá. Ok, nhưng mà sẽ thua tên lửa và phun lửa và chiêu thức đặc biệt. Đâu thử thế nào. Phản công. Ok, bấm các chỗ này rồi. Lùi lại. Ô, lùi lại lấy đà. Đợi thời cơ và lao tới. Cào vào đối thủ. Và đây, đòn tấn công đặc biệt thắng tất cả những đòn vừa rồi và không thua một đòn nào hết. Mạnh thật sự. À, thế nào, đây là chiêu cuối đúng không? Chiêu cuối. Ô, gồng ạ. Ô, ui, mạnh vãi chưởng ạ. Ok, chiêu đó là một chiêu mà mình sẽ phải sử dụng, khi nào nó có là dùng liền. Rồi, mọi thứ đều hoạt động thành một hoạt động rất là tốt và chúng ta sẽ phải đi chiến đấu thôi. Rồi, mày buồn cái gì? Từ từ đi, đánh nhau xong rồi tao về tao thưởng cho mày sau nhá. Rồi, đi đây anh em ơi. Rồi, chúng ta cuối cùng cũng được đi đánh nhau rồi. Và thế có 3 chế độ là dễ, trung bình và hardcore, siêu khó để xem. Vậy là 3 đối thủ đúng không? Rồi, dừng lại đi, dừng lại đó. Con khứa kia, mày phải dừng lại ngay bây giờ. Ôi, ê, có gì nó nói gì cho nó khác được không ạ? Madam, đây, đúng là con Madam ở phần trước này. À, ngươi không học được bài học gì à? Lần trước bị đánh bại như vậy rồi mà. Ảo nhở? Mày là anh hùng à? Đúng rồi. Và nếu mà mày không dừng lại thì ta sẽ dùng vũ lực. Ghê thế nhở? Ghê thế. Hả? À, thì bây giờ là sao? À, bây giờ là mặc váy với cả tóc tai các kiểu vậy hả? Biến thái vãi chưởng. À, cái con nữ quỷ này vẫn tưởng là đây là thằng nam chính ở trong cái game sói robot. À, đi cơ, con gái mà. Con gái thì hiển nhiên là phải mặc váy rồi. Mặc quần không có dễ thương. À,
Này này này, từ từ, để tôi tắt tiếng, cái này phải tắt tiếng tôi nói nha. Thời đại nào rồi mà bây giờ là bắt là con gái là không được mặc quần hả? Rồi mặc quần dài là không dễ thương, ở đâu ra? Đâu ra cái lý luận này? À, đúng là mấy cái trò này là cái trò từ cái thời gọi là Napoleon cởi chuồng xưa đến rất là phân biệt đối xử nha. Tôi không đồng ý chuyện đấy nha. Con gái là auto dễ thương thì còn gì nữa, là còn xét trên đồ mặc à? Trời ơi. Nhưng mà khuôn mặt đó và con robot đó, ngươi là anh hùng hồi đấy đúng không? Bà đang nói về em trai của tôi, à, của ta hả? Vậy là anh hùng có chị gái, mặt y chang, nữ anh hùng cute hơn. À, vậy là tên của mày là nữ anh hùng. Ok, xin chào, tên của ta là Quý Bà. Vâng, một cách đặt tên rất là kiểu lười biếng, không có tên riêng mà nói luôn là ok Quý Bà, ok nữ anh hùng. À, okay, rồi, rất vui vì được gặp bà. Ê, đừng có đổi chủ đề. Được rồi. Nói chung là đánh nhau được không ạ? Đánh nhau được chưa? Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu. Sẵn sàng. Và mình phải làm gì? Nó sẽ dùng đá. Nó dùng đá là mình phải dùng đó để phản lại đúng không? Dùng đá là phản lại, là mình dùng phản công. Ok. Bấm liên tục vào những cái nút này để mình có thể kích hoạt. Ui. Hơi chậm nhưng không sao. Lùi lại. Né đòn. Oh. Yes. Hai. Nó sẽ cắn à? Cắn là cái gì? Cắn là cái này. Vậy là mình phải dùng vẫn là khoản đó thôi. Rồi, bấm chuẩn nào. Ta sức mạnh tấn công lên. Rồi. Lùi lại. Let's go. Nó sẽ dùng của nó lại đá tiếp. Đá hoài vậy ta? Đá hoài à? Nó đá thì mình lại phản công. Ê, đừng bảo là mình sẽ đánh thắng cái con khủng long máy của nó bằng một đòn duy nhất nha. Và mình hitting activity là nó đang quá nhiệt à? Ok, kệ đi, chiêu cuối kết thúc cuộc đời của con robot màu đen này. À, khủng long đen à, đời mày quá đen. À, trời ơi, nó ác vãi trường, máu còn một mẩu thôi mà chết rồi, nổ tùm lum. À, đúng là một cô gái có vẻ cứng cỏi đấy. Được rồi, để thôi, ta tạm lui. Ê, đợi đã. Bye bye. Rồi, xong, bà đi luôn. Rồi, bà đã trốn thoát được rồi. Lần sau, nhất định phải bắt được bà ấy. Tôi không nghĩ rằng là có một cái thiết bị chạy trốn nó như vậy đấy. Lần sau là phải cài đặt nó vào trong con robot mới được. À, và làm ơn đừng có cài đặt nút tự hủy nhé. Vâng, mình không hiểu sao mà có cái kiểu, có cái trend là cài nút tự hủy vào những cái cỗ máy. Kiểu, tại sao phải có cái đó nhỉ? Đây. Chúng ta đã thắng. Và quay trở lại với căn cứ, chúng ta đã có bàn normal. Vào thôi. Rồi, cho lúc ấy tắt tiếng đi ha. Mình mệt, cái để bắt rồi em edit cho anh tí tiếng đi. Khi nào mà vào anh nhau thì anh bật tiếng lên chứ. Nhạc cái game này đau đầu quá. Rồi, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, nữ anh hùng. À, giờ bà lại quay lại để bà ăn hành đúng không? Lần này á, đảm bảo bà no hành vào mồm luôn. À, thử đi, mày thử đi. Lần này là tao đã nâng cấp robot rồi. Được, kết quả vẫn như vậy thôi. Sẵn sàng đi. Vâng, hai bên đang thi nhau gáy. Nhưng mà mình thấy rằng là rõ ràng là phần thắng là nghiêng về nữ anh hùng rồi. Bởi vì nữ anh hùng có mình mà. Đó. Ê, bà già như thế rồi bà còn... Sao bà không nghỉ đi cho nó tăng huyết áp? Đấu làm gì nữa? Ê, bà già. Này, đánh nhau là không có lôi tuổi tác vào đây nhá. À, giới trẻ dạo này láo thật, tát vỡ mồm bây giờ. Ê, có vẻ chủ đề tuổi tác là hơi nhạy cảm thì phải. Khá chắc là bà ấy cùng tuổi với nữ anh hùng mà ta. Rồi, let's go. Và bây giờ mình sẽ, nó sẽ dùng đòn đánh, dùng đòn đá, rồi đòn đá đúng không? Đòn đá thì cái gì nữa, lại phản công thôi mà. Đừng có dùng phản công nữa. Ê, thề luôn ạ. Là nâng cấp dữ chưa? Có một đòn dùng đi rồi. Tôi không thể đọc được. Là bây giờ mình phải dự đoán. Phun lửa đi. Bằng nhau là cả mình phun lửa nó và nó cũng phun lửa vào mình. Hai con trở thành hai con robot nướng. Trận chiến này căng quá. Sao mày không đọc đòn đánh đi trời ơi.
À, vậy thì bây giờ mình xuống gì đây? Mình đá vào mặt nó đi. Đá vào mặt nó. Yes! Mình đã khắc chế nó. Mày này, một đá mồm. Mày thích phun lửa không? Tao đá mồm mày, cho mày hết lửa luôn. Rồi, chiêu cuối. Let's go! Không cần nghĩ ngợi, chiêu cuối là vô địch. Go! Go! Mở ra. Easy win. Quá chứ. Ủa. Ồ. Máu như này vẫn còn. Hề luôn, hấp hối rồi. Mày là tên lửa đúng không? Mày tên lửa thì tao cắn vào mồm mày. Nãy tao đá rồi, rồi tao cắn. Tên lửa này. Nào. Rầm. Rầm ba robot. Easy win. À, cô em có vẻ khỏe đấy. Có khi là còn VIP Pro hơn cả thằng em trai. Đó, học đã học được bài học chưa? Đầu hàng đây. Hoặc là không á, là bọn tôi dùng vũ lực để bắt chói bà nhá. Tao có đi du lịch mấy cái nước phương Đông là tao học được mấy cái chiêu thức ủ té quyền ghê lắm. Biết mưu kế số 36 không? Ai, đừng có trốn nhá. À, lần này là bọn tôi đã chuẩn bị sẵn sàng phương án để mà bắt bà rồi đấy. Lần này là chắc sẽ bắt được. À, nhưng mà chắc chắn là mày chưa chuẩn bị như này đâu. Ném bom khói như ninja. À. Rồi, lần sau gặp lại nhá. Bà này bà ấy nhả khói ghê thật chứ. Đi đâu mất tiêu rồi? Trời ơi, trốn rồi. Ê, tức thật chứ. Cũng là không thể nào mà đừng bao giờ khinh thường người khác. Woman Bui Yang. Rồi, lần sau chúng ta sẽ tính toán những phương án để mà khắc chế tốt hơn. Rồi, thôi, về nhà thôi. Rồi, đó là chế độ normal. Và bây giờ mới là loại căng thẳng đây. Hardcore. Độ khó nhất trong trò chơi. Liệu nó như thế nào đây? Rồi, lại là cốt truyện. Vâng, mặc dù cốt truyện trong game này nó không có tác dụng gì hết, nhưng mà bằng một cách nào đấy mình kiểu mình đã đầu tư vào thời gian để mà hiểu cốt truyện rồi, nên là phải cố để mà đọc. Lần này sẽ khác. Nữ anh hùng ạ. Ôi tao mệt lắm rồi, tao mệt với bà lắm rồi đấy. Chỉ nốt lần này thôi nhá. Lần này là xong nhá. Đó, để xem là mày nói được cái gì nữa không. Rồi, quẩy đi. Rồi, ok. Bàn cuối màn bọn này nó hơi tiết kiệm lời các bạn ạ. Wow, hình như đối thủ là nó có nâng cấp đúng không? Mình cảm giác là có nâng cấp một chút xíu thì phải. Và không đọc được chiêu thức luôn. Tên lửa đi. Mình đang đoán là tên lửa, liệu được không ta? Oh, hack não y chang nó luôn. Tên lửa vào mồm nó. Và nó cũng y chang. Ủa, hình như là cảm giác như là mình với con khủng long này á, bọn là cùng từ một lò mà ra hay sao á. Chiêu thức y chang, cách tấn công y hệt. Và cùng suy nghĩ, vừa cùng tên lửa, bây giờ cùng phản công. Ủa, ảo nhờ. Hay là con này, ui, con này sức tấn công của nó mạnh hơn hẳn mình này. Ủa chết rồi, căng này. Cái khó nha. Mình sẽ phản công tiếp. Mình nghi ngờ nó sẽ dùng đòn đánh và cắn. Đá và cắn. Ơi, trời ơi, hạch não. Hạch não. Đó. Và sau khi đó nó sẽ có thể phun lửa, nên là mình sẽ đá vào mồm nó. Let's go. Lại là một cú đoán chuẩn nữa. Trời ơi, bộ não của một game thủ chuyên nghiệp. Hạch não nó liền. À, và chiêu cuối mình muốn để dành một chút. Bây giờ mình sẽ phun lửa. Mình sẽ phun lửa. Cường hóa phun lửa. Ồ, hòa nó rồi, chết rồi. Thôi, nó đã xuống ngưỡng máu tử. Và lần này nó sẽ bắn tên lửa vào mình. Tên lửa à? Vậy thì mình sẽ cắn nó trước. Mình sẽ sử dụng chiêu cuối ở lần sau để đảm bảo chiến thắng. Rồi. À, một chút máu đủ rồi. Ngưỡng máu tử. Dữ liệu lỗi không vấn đề, bởi vì chiêu cuối. Mày. Let's go. Mình đã chiến thắng với bộ não của một game thủ chuyên nghiệp IQ vô cực. Trời ơi. À, sau tất cả những cái luyện tập và nâng cấp đó, ta vẫn không thể đánh bại được nhà ngươi. Thôi, đừng nói nhiều nữa, nói nhiều lên phường.
Ai, đừng không có chơi trích lỏ nữa nha, đầu hàng đi. Mày đúng là tụi bay không có dễ dụ như là thằng em trai nhỉ. Ai, này, có một thằng em trai dễ dụ là. Ê, nó dễ dụ nhưng mà dụ nó thì không có dễ đâu nha. Vâng, mình dịch ra sau mình thấy là nó nghe nó hơi ngu đúng không? À, được rồi, vui đủ rồi. À, được rồi, bây giờ thì tụi bay bắt tao đi. Ủa, cái gì đấy, bà ơi? Ủa, cái gì đấy? Là bà nữ quỷ chưa? À, được rồi, đi thôi. Yeah, cuối cùng cũng bắt được bà ấy rồi. Từ từ, bình tĩnh, còn xét. Gì? Ơ? Chưa thôi, không chạm vào bà ấy được. Bà ấy chỉ là một ảnh ảo mà thôi. Cái gì cơ? Tao nói rồi, tao có nhiều mưu kế lắm, mưu hèn kế bẩn là tao là đầy một bụng cái này. Bao gồm cả việc là tao không đích thân đến đây để đánh nhau. À, được rồi, ôi, nãy giờ là cũng vui đó. Tao lâu ngày không được giải trí, tụi bay cũng được đấy. Ôi, rồi đấy, tao cho mày con robot này. Đó, nếu mà có cơ hội lần sau đánh tiếp nhá. Cái gì ấy, ủa cái gì vậy? Đơn giản vậy thôi hả? Vậy có nghĩa là chúng ta vừa đánh nhau với một con robot được điều khiển từ xa hả? Đúng rồi đó, bảo chuẩn bị nãy giờ là phung phí hết cả rồi. Ai công nhận là bà này là cái bà đối thủ phiền phức nhất từ trước đến giờ. Đúng thật. Mà kể ra là nếu mà xét về trí thông minh thì bà này cũng gọi là VIP Pro đấy. Ờ thôi được rồi, thì chúng ta thì thôi đằng nào thì cũng bảo vệ thành phố rồi thì cũng ok mà nhỉ. Đúng rồi đó. Thì thôi kệ thành phố đi. Bà ấy nói là bà ấy sẽ quay trở lại. Điều đấy có nghĩa rằng chúng ta sẽ phải ngăn cản bà ấy lần nữa nếu mà lúc đó tới. Đúng rồi đó. Và lúc đó chúng ta sẽ phải có con robot còn xịn sò hơn. Và tất nhiên đừng có cơ chế tự hủy nha. Ê, sẽ cứ nhai hoài vậy ta. Là cái con robot, là cái con robot cute này là nó đã từng làm một cái chế độ tự hủy cho robot hay sao? Mà con nữ anh hùng nhai từ đầu game đến giờ luôn. Nhai tới luôn. Và hoàn thành nhiệm vụ. Let's go. Có gì không? Mở khóa. Mở khóa mà làm được điểm. Tổng điểm. Điểm anh hùng của mình. Điểm anh hùng của mình bao nhiêu đây? Có thể dừng được chưa? Ê, càng để nguyên là nó càng tăng điểm á. Mày dừng lại hộ cái. Ok, 112.000 điểm anh hùng. Chúc mừng, bạn đã giải cứu được hành tinh. Tôi luôn luôn tin là bạn có thể làm được chuyện đó. Ok, lụm điểm luôn. Với 112.000 điểm này, vâng, mình phải đăng nhập vào i8 mình mới có thể là gửi cái điểm ấy lên được. Thì thôi kệ đi. Với số điểm anh hùng này, chắc chắn tất cả mọi người sẽ phải công nhận mình là một siêu anh hùng. Thật sự, chứ không phải là như một thằng siêu anh hùng nào đấy mà mất hết sức mạnh xong rồi đi làm giáo viên. Vâng, các bạn nào mà đọc manga thì chắc biết là mình đang nói đến ai nhờ. Mà thôi kệ đi, mình sẽ để tên của cái trò chơi này ở phần bình luận và phần mô tả để các bạn vào chơi xem các bạn có đạt được điểm anh hùng cao hơn mình không. 112.000 điểm, mình thách các bạn luôn đấy. Đấy, ok, trong lúc mà những bạn nào còn cứng đầu và đang vật vã để cố gắng vượt qua được số điểm anh hùng của mình ấy, thì mình và những người đã chấp nhận sự thật sẽ qua bên video này để cùng chơi một tựa game khác cũng thú vị không kém gì tựa game nâng cấp con khủng long bạo chúa robot này đâu. Vậy nên là mình hẹn gặp các bạn ở bên video này nhá.